Còn trong ngày hôm nay ngày 7 tháng 12, công an thị xã Sơn Tây Hà Nội cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn khiến 7 người trong một gia đình mắc kẹt và một người đã tử vong. Cụ thể vào khoảng 3 giờ 55 phút ngày mùng 6 tháng 12, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an thành phố Hà Nội tiếp nhận tin báo có cháy tại nhà dân số nhà 29A, phố Phùng Khắc Khoan, phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây. Thời điểm xảy ra vụ hỏa hoạn có 7 người bị mắc kẹt. Lực lượng chức năng đã nhanh chóng đưa được 6 người ra ngoài an toàn. Tuy nhiên, còn một người bị tai biến lâu năm nằm ở dưới tầng 1 không kịp đưa ra ngoài. Và đến khoảng 4 giờ 15 phút cùng ngày, đám cháy cơ bản được khống chế và dập tắt. Vụ cháy đã khiến một người tử vong. Về tài sản thì đang được thống kê.